Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các nhà kinh doanh, nhà khởi nghiệp. Sau đây là điểm tin kinh doanh tổng hợp với những tin tức nổi bật trong tuần từ 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Tiên, chúng ta sẽ đến với các tin quốc tế. Thứ nhất, về tình hình dịch bệnh thế giới. Tuần qua, thế giới ghi nhận có hơn 453,7 triệu ca nhiễm COVID-19, có hơn 6,05 triệu người tử vong. Thứ hai, về tình hình đối ngoại, chính trị thế giới. Ngoại trưởng Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán trực tiếp cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 10 tháng 3, người phát ngôn trả lời báo chí rằng Moscow tiếp tục nhận về đề xuất của Kiev về các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Vladimir Putin của Nga và Vladimir Zelensky của Ukraine. Ông Peskov giải thích rằng các cuộc tham vấn về vấn đề này hiện đang là một phần của cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao hai nước được tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cùng ngày, truyền thông Nga ngày 10 tháng 3 cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu cuộc gặp trực tiếp tại khách sạn Regnum Caria, thuộc thành phố nghỉ dưỡng Antalya, bên bờ Địa Trung Hải. Thứ ba, về tình hình kinh tế thế giới. Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga có thể tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Khả năng Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga đã khiến giá dầu Brent tăng lên tới gần 140 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. JP Morgan dự báo giá dầu có thể chạm mức kỷ lục 185 đô la một thùng vào cuối năm 2022 nếu sự gián đoạn nhập khẩu của Nga kéo dài. Kinh tế châu Âu tuần qua, chính phủ Anh ngày 8 tháng 3 thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay. Cũng trong ngày 8 tháng 3, Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 lượng khí đốt mà EU nhập khẩu từ Nga trong năm nay và chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga trước năm 2030. Trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 3 tại Moscow và trên thế giới, đồng ruble của Nga tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất kỷ lục so với đồng USD và đồng euro. Kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi. Viện Địa lý và Thống kê Mexico ngày 9 tháng 3 thông báo tỷ lệ lạm phát ở nước này tiếp tục phi mã lên đến 7,28% vào tháng 2 vừa qua và là mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Tỷ lệ lạm phát tăng mạnh là do chịu áp lực bởi sự tăng giá của nhiều mặt hàng, lương thực cơ bản, nông sản và nhiên liệu khi ghi nhận mức tăng bình quân 9,34%, trong khi giá dịch vụ và hàng hóa tăng từ 4,62% đến 8,34%. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các tin trong nước. Thứ nhất, về tình hình dịch bệnh trong nước. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 11 tháng 3, có 74.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.983.222 ca. Thứ hai, về tình hình chính trị, đối ngoại trong nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt tháng 3 năm 2022, nhận định tại cuộc họp, hai tháng qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực cố gắng để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như là phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch COVID-19, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các cân đối lớn được đảm bảo, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp phục hồi tại hầu hết các địa phương. Lượng khách quốc tế, hoạt động nhập khẩu hàng hóa, vốn đầu tư từ nước ngoài, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và tăng cường. Thứ ba, về tình hình kinh tế trong nước. Tận dụng ưu thế từ FTA, nâng cao chất lượng,
nông sản Việt tiếp tục bay cao, bay xa. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản tại Việt Nam có sự tăng trưởng tốt. Xu thế thị trường thế giới cũng cho thấy nhiều nông sản tăng giá mạnh. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 2 tháng ước đạt khoảng 8 tỷ đô la, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021. Chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng cao. Với việc hạn ngạch 80.000 tấn ưu đãi thuế 0% chưa được lấp đầy trong năm 2021, hứa hẹn sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa trong thời gian tới, không chỉ riêng với mặt hàng gạo. Bộ Công Thương còn dự báo cà phê, hạt điều, cao su, rau quả, hạt tiêu tiếp tục sẽ là những mặt hàng đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang EU và sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc đẩy hợp tác công tư, phát triển kinh tế, khu kinh tế Vân Phong. Theo đó, khu kinh tế này mang tính chất là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác. Đồng thời là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận khác. Giá xăng dầu tăng kỷ lục lên sát 30.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 2.910 đồng một lít, lên mức 28.980 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng thêm 2.990 đồng một lít, lên mức 29.820 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng, bao gồm dầu diesel tăng 3.940 đồng một lít, lên mức 25.260 đồng một lít. Dầu hỏa tăng lên mức 23.910 đồng một lít. Bạn ấn tượng với tin tức nào nhất? Hay muốn bổ sung thêm gì? Đừng ngại chia sẻ dưới mục bình luận của video này. Nếu bạn thấy điểm tin kinh doanh tổng hợp trong tuần hữu ích, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.